Không khí xem bóng đá tại Việt Nam bây giờ đang là hiệp phụ trong trận đấu bán kết giữa U23 Qatar và U23 Việt Nam. Tỷ số đang là 2-2 và đây là không khí những người tụ tập ở quán cà phê để xem bóng đá. Những pha chuyền bóng như vậy là những tình huống ưa thích của Moez Ali. Và vẫn luôn phải sống trong cảm giác lo lắng khi được áp sát tiếp đúng và phản ứng của Xuân Trường, Phan Văn Đức khoảng 4 phút nữa thì hiệp phụ đầu tiên sẽ kết thúc.